Xin kính chào quý vị khán giả, chúng ta đang gặp nhau trong chương trình Bác sĩ của bạn. Một ngày mới lại đến, Diễm Loan xin mến chúc quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe, tràn đầy năng lượng và đặc biệt là xinh đẹp nữa. Bởi vì chúng ta đang cùng nhau chuẩn bị đón Tết mà quý vị. Và khi mà xuân về Tết đến thì chắc chắn là ai trong chúng ta cũng đều sẽ suy nghĩ đến việc là ồ Tết này mình sẽ đi chơi ở đâu nè, rồi mình sẽ chọn những bộ trang phục như thế nào và mình sẽ phải chụp ảnh cho thiệt là đẹp nữa. Nhiều người nói bây giờ đã có rất nhiều những cái loại app khác nhau rồi nên là yên tâm lúc nào mình cũng đẹp. Nhưng thực tế có đẹp hay không? Rất nhiều quý vị vẫn trăn trở rằng gặp nhau ở bên ngoài thấy mình không có đẹp như trên app thì chắc là mình sẽ buồn lắm đây. Vậy thì hãy cùng làm đẹp với chương trình nha. Chúng ta sẽ có nhiều giải pháp khác nhau. Vậy thì nào, hãy cùng lắng nghe phần tư vấn từ bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Vi Anh. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Diễm Loan cũng như là xin chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình Bác sĩ của bạn. Thưa bác sĩ, không biết là bắt đầu từ cái lứa tuổi nào thì một người nên có sự quan tâm đến việc chăm sóc cho làn da của mình ạ? Ta sẽ không có một cái lứa tuổi cố định để mà khuyên người ta là lúc nào thì chúng ta sẽ bắt đầu quan tâm tới cái làn da của mình. Tuy nhiên thì theo khoa học và cũng như là theo những cái chuyên gia về da liễu thì người ta nhận thấy rằng bắt đầu ở sau cái tuổi 25 là làn da của chúng ta đã bắt đầu xuất hiện các cái dấu hiệu về lão hóa, những cái dấu hiệu về tuổi tác. Chính vì vậy mà việc mà chúng ta có một cái sự quan tâm đến làn da của chúng ta càng sớm càng tốt và sẽ giúp cho chúng ta tránh khỏi những khi bị những cái tổn thương không đáng có, và những cái tổn thương khi mà nó còn nhẹ nhàng thì khi đó chúng ta sẽ có các cái biện pháp chăm sóc làm sao thật là sớm và có thể dễ phục hồi lại cái làn da của chúng ta hơn. Vậy thì cô biết là nguyên nhân là do đâu mà lại có thể khiến cho làn da của chúng ta có những cái dấu hiệu lão hóa, thậm chí là Loan thấy nhiều quý vị còn khá là trẻ tuổi cũng đã có dấu hiệu của thời gian rồi. Chúng ta thấy rằng một cái làn da khỏe mạnh là một cái làn da có một cái kết cấu da rất là săn chắc, mịn màng nè, và cái làn da đó nó sẽ không có những cái sắc tố ửng đỏ hoặc là những cái sắc tố không đều màu ở trên da, và những cái lỗ chân lông này kia chúng ta cũng sẽ không có thấy rõ, và làn da đó sẽ cũng không có những cái nếp nhăn. Còn một cái làn da mà bắt đầu có những cái dấu hiệu lão hóa là chúng ta sẽ bắt đầu thấy làn da nó không có được đều màu nè, và chúng ta sẽ thấy là làn da còn bị rất là lỏng lẻo và rất là dễ bị chảy xệ, có rất là nhiều các cái nếp nhăn trên cái làn da đó. Và các cái nguyên nhân dẫn đến cái việc mà lão hóa da thì người ta có thể chia ra làm hai nhóm nguyên nhân chính. Cái nhóm nguyên nhân thứ nhất là cái nhóm nguyên nhân nội sinh. Nội sinh có nghĩa là từ bên trong cơ thể của chúng ta, thì gồm có là có thể là do di truyền nè, có thể là có những cái bệnh lý nào ở bên trong cơ thể, hoặc có thể là do cái gen thôi. Những cái nhóm nguyên nhân ngoại sinh thì chúng ta có thể kể đến là những cái nguyên nhân từ cái môi trường xung quanh. Thứ nhất là có thể từ tia UV nè, từ tia bức xạ, những cái ô nhiễm về môi trường, cũng như là một cái người đó họ có một cái lối sống không lành mạnh, họ hay thức khuya, họ hay trang điểm rồi để qua đêm chẳng hạn, vân vân. Và những cái điều đó sẽ làm cho làn da của chúng ta có cái tốc độ lão hóa nhanh hơn theo thời gian. Dạ, như vậy thì xem ra mỗi ngày trôi qua chúng ta đều đang phải đối diện với khá nhiều những cái tác nhân gây ra sự lão hóa. Còn về vấn đề môi trường sống và tính chất công việc thì sao ạ? Có ảnh hưởng và gây ra tình trạng lão hóa không ạ? Môi trường sống cũng như là tính chất công việc cũng là một cái yếu tố quan trọng dẫn đến là vấn đề lão hóa sẽ diễn ra nhanh hơn. Chúng ta thấy rõ ràng khi mà chúng ta có một cái vấn đề về stress công việc, có chúng ta thức khuya sau một đêm thôi thì cái vấn đề lão hóa cũng sẽ diễn ra rất là nhanh, và ngay hôm sau chúng ta sẽ thấy liền là làn da của chúng ta có thể sẽ hơi bị xỉn màu, có vẻ cảm giác sập sệ và không còn được săn chắc, thì đó cũng là những cái nguyên nhân rất thường xuyên gặp trong vấn đề lão hóa da. Không phải chỉ đối diện với vấn đề về lão hóa mà rất nhiều quý vị chúng ta còn đang lo rằng khi tôi lão hóa rồi không có cái giải pháp nào để cứu chữa hết, như vậy tôi sẽ lại càng stress, tôi càng căng thẳng, mà càng căng thẳng tôi càng già nhanh. Và đó là một cái vòng lẩn quẩn đúng không ạ? Nhưng rất may mắn là hiện nay đã có những cái giải pháp để trẻ hóa da rồi. Thưa bác sĩ, là nghe nói là có rất nhiều những cái phương pháp trẻ hóa da, đặc biệt là không xâm lấn, rất là an toàn. Xin nhờ bác sĩ có thể chia sẻ thêm ạ. Hiện tại thì chúng ta thấy đang là một cái thời điểm phát triển vượt bậc của các cái phương pháp trẻ hóa da không phẫu thuật, hay còn được gọi là thẩm mỹ nội khoa. Ưu điểm của đó là khi chúng ta sử dụng các cái phương pháp này, chúng ta có thể trẻ hóa làn da ở rất là nhiều các cái tầng khác nhau, và sau khi thực hiện những cái phương pháp trẻ hóa này rồi thì chúng ta rất là nhanh chóng được trở lại với các cái công việc hàng ngày mà không cần phải có những cái thời điểm mà chúng ta phải nghỉ dưỡng rất là lâu như là các cái phương pháp phẫu thuật trước đây. Và ngoài ra nữa là các cái phương pháp này
này không chỉ là làm cho chúng ta, da của chúng ta trẻ ra nhất thời, mà nó còn làm chậm cái quá trình lão hóa và làm cho da của chúng ta sẽ có thể khỏe hơn trong tương lai. Và đây cũng đang là một cái bước tiến rất là lớn của khoa học cũng như là y học hiện tại. Dạ, và xin bác sĩ có thể chia sẻ một vài phương pháp để quý vị khán giả có thể tìm hiểu, và nếu như có nhu cầu thì cũng biết được là phương pháp hay là công nghệ hiện đại để trẻ hóa da không xâm lấn nào thì phù hợp với mình ạ. Chúng ta có thể kể đến những cái phương pháp này theo các cái mức độ xâm lấn, từ nhỏ nhất cho tới là hơi nhiều hơn một xíu. Đầu tiên chúng ta có thể sử dụng mỹ phẩm ha. Mỹ phẩm những cái dạng hoạt chất mà có cái tính trị liệu cao như là retinol, như là vitamin C, như là niacinamide vân vân. Kế tiếp nữa thì chúng ta sẽ có những cái phương pháp gọi là tái tạo da bằng hóa chất, có nghĩa là chúng ta sẽ thoa từng cái lớp thuốc để cho cái da của chúng ta bóc đi những cái tế bào chết và đẩy nhanh cái quá trình thúc đẩy tăng sinh collagen. Kế tiếp nữa thì chúng ta sẽ có các cái phương pháp tái tạo da bằng laser, bằng các cái thiết bị phát năng lượng như là RF hoặc là các cái sóng siêu âm để làm săn chắc các cái tầng da từ ở phía trên cũng như là đi xuống dưới các cái lớp hạ bì. Và kế tiếp nữa thì chúng ta sẽ còn có một cái phương pháp xâm lấn hơn một xíu, đó là chúng ta sẽ tiêm từng cái dưỡng chất vào dưới da. Và cái vấn đề tiêm dưỡng chất dưới da thì chúng ta sẽ tiêm liti ở trên toàn bộ cái gương mặt, và nó sẽ cung cấp trực tiếp cái dưỡng chất ở dưới da, khiến cho da chúng ta sẽ trở nên căng nè, trở nên mịn, trở nên có một cái độ bóng, độ ẩm nhất định, và nó còn thúc đẩy cái quá trình tăng sinh collagen và ngăn ngừa sự hình thành của các cái nếp nhăn trong tương lai. Dạ, và khi mà nghe nói đến việc là chúng ta sẽ tiêm những cái nút nhỏ nhỏ ở trên làn da để cung cấp dưỡng chất, thì Lan nhớ có một cái phương pháp được mọi người nhắc đến mà cách để có thể thực hiện Loan thấy là khá giống với phương pháp bác sĩ chia sẻ, đó là tiêm meso, không biết có phải hay không ạ? Đúng rồi Diễm Loan, đây là một cái phương pháp gọi là tiêm mesotherapy. Mesotherapy có nghĩa là chúng ta sẽ tiêm những cái dưỡng chất liti vào dưới da, và chúng ta sẽ sử dụng rất là nhiều các cái loại dưỡng chất khác nhau. Và tiêm meso thì cũng sẽ có nhiều cái dạng meso khác nhau, tùy theo là cái tình trạng bệnh lý của bệnh nhân cũng như là cái nhu cầu của bệnh nhân cần thì chúng ta sẽ tiêm chọn những cái loại dưỡng chất nào. Và ngoài ra cũng có những cái loại dưỡng chất mà chúng ta sẽ thiết kế được cái thời gian cho bệnh nhân, ví dụ như có những loại dưỡng chất là chúng ta sẽ phải tiêm thường xuyên, có thể là tiêm tầm mỗi tháng chúng ta phải tiêm một lần. Tuy nhiên cũng có những cái loại sản phẩm mà chúng ta sẽ tiêm cái loại dưỡng chất đó mỗi 9 tháng một lần và vẫn duy trì được cái hiệu quả mong muốn, đó là một cái làn da căng bóng, sáng và khỏe. Và nếu nói về cái việc đó là chúng ta sẽ cần thời gian một tuần, một tháng liên tục quay lại để tiêm và chăm sóc da, nhiều người sợ mất thời gian và cũng sợ đau nữa. Vậy thì chắc là chúng ta sẽ hợp với lại cái giải pháp mà lưu giữ được cái vẻ đẹp trong tới 9 tháng. Xin bác sĩ có thể chia sẻ thêm về cái giải pháp này ạ? Thật ra thì về phương pháp tiêm thì chúng ta cũng thấy là nó sẽ tương tự nhau, có nghĩa là nó cũng sẽ tiêm li ti trên cái làn da của chúng ta. Tuy nhiên nó có sự khác nhau ở cái sản phẩm, có nghĩa là cái sản phẩm tiêm mà chúng ta có thể duy trì được 9 tháng so với những cái sản phẩm tiêm mà chúng ta chỉ duy trì được 1 tháng, nó sẽ khác nhau về cái nồng độ, hàm lượng của cái chất đó. Và ngoài ra thì nó sẽ khác ở cái liên kết chéo của giữa các cái phân tử ở trong cái chất đó. Và chính vì vậy mà nếu như có cái hàm lượng nồng độ cao cũng như là có cái sự liên kết chéo các phân tử thì cái sản phẩm đó nó sẽ tiêm và tiêm dưới da và được giữ được đến 9 tháng và vẫn duy trì được cái hiệu quả về căng bóng cho cái làn da của chúng ta. Dạ, và có chỉ định hay là chống chỉ định cho nhóm đối tượng nào có thể tiêm những cái loại meso mà kéo dài được 9 tháng đó không ạ? Sản phẩm tiêm meso mà giữ được 9 tháng thì chúng ta sẽ thấy là nó được cấu tạo từ cái hoạt chất đó là acid hyaluronic. Đó là một cái hoạt chất mà nó không khác nhau ở tất cả các cái sinh vật. Chính vì vậy cho nên là cái về cái độ dị ứng là gần như là không có. Tuy nhiên là chúng ta sẽ có những cái chống chỉ định tương đối với những cái đối tượng như là đang có những cái bệnh lý mãn tính hoặc là đang có những cái tình trạng viêm nhiễm ở cái vùng da mà cần tiêm, cũng như là những cái bệnh nhân mà họ đang có những cái bệnh lý đái tháo đường vân vân, hoặc là có cái tình trạng chảy máu bất thường, thì chúng ta sẽ có thể hạn chế trên những cái bệnh nhân đó thôi. Còn hầu như là nó không có chống chỉ định tuyệt đối cho bất kỳ một cái đối tượng nào. Dạ, và xin bác sĩ cũng có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được hiểu thêm về những cái ưu điểm của phương pháp meso mà chúng ta vừa nhắc đến hôm nay ạ.
Chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta thoa hàng ngày, chúng ta thoa những cái dưỡng chất lên trên da thì nó thật sự rất là khó để có thể thẩm thấu sâu vào trong các cái lớp sâu ở trong da. Chính vì vậy mà cái phương pháp mesotherapy sẽ sử dụng những cái hoạt chất và phân tử nó khó lớn và gần như là nó không có thấm được trực tiếp qua da. Chính vì vậy mà chúng ta khi chúng ta tiêm xuống thì nó sẽ đưa trực tiếp xuống dưới cái làn da của chúng ta, và từ đó nó sẽ gây ra những cái phản ứng, và những cái phản ứng đó là những cái phản ứng có lợi cho cái làn da của chúng ta, như là những cái phản ứng là kháng viêm, như những cái phản ứng là nó sẽ tạo nên những cái chất nền ở ngoại bào và nó sẽ hút nước cấp ẩm vào trong cái làn da, và từ đó sẽ đưa ra những cái ưu điểm trên lâm sàng, như chúng ta thấy là nó không có còn những cái nếp nhăn này, và chúng ta thấy là nó không còn những cái tình trạng lỗ chân lông to, và giúp cho làn da của chúng ta trở nên là sáng, khỏe và có thể chống các cái yếu tố tác động từ bên ngoài lên trên cái làn da của chúng ta. Dạ, và nghe tới đây thì chắc là nhiều quý vị chúng ta cũng đang rất là hứng thú, muốn thử thực hiện liệu pháp này cho bản thân mình. Vậy thì sau khi mà chúng ta tiến hành tiêm meso xong thì cái việc chăm sóc làn da sau đó nên được thực hiện ra sao? Xin bác sĩ chia sẻ một cách chi tiết ạ. Như lúc nãy thì tôi cũng có chia sẻ, có nghĩa là sau khi tiêm xong thì các cái nốt ở trên da chúng ta cũng không có thấy rõ và các cái vết thương gần như nó cũng sẽ lành rất là nhanh chóng. Chính vì vậy mà cái việc chủ yếu của cái việc chăm sóc là chúng ta giữ sạch cái làn da của chúng ta thôi. Có thể sử dụng những cái loại sữa rửa mặt rất là nhẹ nhàng, hòa trên tay và sau đó rửa mặt nhẹ nhàng, không chà sát, và chúng ta cũng hạn chế những cái động tác như là massage hoặc là cọ sát trên cái làn da của chúng ta. Còn ngoài ra những cái việc mà chúng ta dưỡng ẩm hay là chống nắng nhẹ nhàng thì chúng ta sẽ vẫn duy trì sau đó. Chúng ta có thể ngưng các cái hoạt chất điều trị mà có tính đặc trị nhiều và có tính bong tróc như là retinol vân vân thì chúng ta có thể hạn chế thôi. Còn ngoài ra những cái việc về dưỡng ẩm hoặc chống nắng thì chúng ta vẫn có thể duy trì như bình thường. Ngoài ra thì những cái việc như là các bạn luyện tập vân vân, có thể ra mồ hôi nhiều thì chúng ta có thể tránh những cái động tác mà luyện tập quá là nặng để cho chúng ta không có bị ra mồ hôi nhiều và có thể là chúng ta giữ gìn vệ sinh không tốt thôi. Còn những cái việc như chúng ta luyện tập nhẹ nhàng thì vẫn có thể duy trì và không cần có một cái vấn đề kiêng dè gì cả. Thưa quý vị, và nghe qua chia sẻ từ bác sĩ thì có lẽ giờ đây chúng ta cũng sẽ thấy là lão hóa thì đáng sợ thật đó, nó không chừa một ai cả. Nhưng nếu như chúng ta biết chăm sóc làn da của mình ngay từ đầu, tránh những yếu tố nguy cơ có thể khiến cho làn da chúng ta lão hóa nhanh hơn, và cũng có những cái giải pháp để bảo vệ và chăm sóc cho làn da, công nghệ đã có, kỹ thuật hiện đại đã có, vấn đề là chúng ta phải chọn được cho mình những sản phẩm chất lượng, chọn được cho mình những vị bác sĩ có tay nghề và uy tín để đảm bảo là việc làm đẹp của chúng ta thật sự an toàn và có hiệu quả, quý vị nhé. Xin được chân thành cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Xin được cảm ơn nhãn hàng Juvederm Filler đạt chứng nhận FDA của Hoa Kỳ đã đồng hành cùng với chương trình này. Còn bây giờ, chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai nhé. Xin chào!